Một tên to con thế này mà lại nhanh tới như vậy, không thể đen so với cả những tên giáo đồ cùng tín khác mà. Tận thời thì chúng ta hoàn toàn không thể cứng đối cứng với tên khổng lồ đó được, tập trung vào việc cắt đuôi hắn trước đi, à mà cô cho tôi mượn thứ đó một chút được không? Thứ đó hẳn sẽ cho chúng ta đủ thời gian để vạch chiến lược đối phó. Nghe kỹ đầy nhé Teresa, được rồi, tôi sẽ tự mình đi qua đánh lạc hướng tên khổng lồ đó, gì cơ. Anh muốn quay lại chỗ hắn sau khi chúng ta khó khăn làm mới thoát được hắn sao? Có gì đâu mà, nếu muốn dọn sạch tầng này thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với hắn thôi. Trong lúc tôi đánh lạc hướng hắn, cô đi sơ tán những người khác nhé. Chắc chắn giờ họ thực sự không còn cách nào để rời đi nữa rồi, khi viên đá hồi quy quý giá của họ hóa ra lại là trò lừa đảo. Tôi sẽ cố gắng dọn sạch tầng năm càng nhanh càng tốt. Tuy giờ mọi chuyện đúng là đã thành ra hơi phức tạp chút, đều là vì mình đã bán theo anh ấy một cách không cần thiết. Được rồi. À, để phòng ngừa thì cô có thể ghi nhớ điều này hộ tôi được không? vật hiến tế đâu rồi? tên khổng lồ, người chơi trò đuổi bắt này nát quá ha. chỉ cần cô dùng thứ này và đúng lúc là được. và đúng lúc ư? Ừ, là lúc nào vậy? tới lúc đó cô chắc chắn sẽ cảm nhận được. lúc nào là đúng lúc thôi. phải, mình chắc chắn sẽ biết thời điểm nào là đúng thôi mà. giờ mình phải cứu những người kia trước đã. tê xa chắc cũng chạy xa rồi đó. đang kích hoạt đôi mắt hám thực cảnh cáo tên người đập phá, giới tính, không xác định, tuổi, 1, cấp bậc, không xác định, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 15, thể lực 30, ma lực không. Hành động phá vỡ các quy tắc của tầng 5 đã bị phát hiện, lạn tâm, cảm thấy hứng thú với bạn, đã tạo ra một quy tắc phụ mới. Lạn tâm, đề nghị bạn hãy trở thành thanh kiếm của mình. Bạn sẽ có thể thăng cấp thành tông đồ bóng tối ngay khi chấp nhận đề nghị này, lạn tâm. Một trong những thực thể mạnh nhất trong tòa tháp, cũng như Olyt vậy, cư trú ở phần những tầng cao nhất của tòa tháp. Ở nơi này, hắn thường được gọi là quỷ vương. Ở nơi mượn sức mạnh từ quỷ vương để phong ấn tất cả những loại kỹ năng như thế này. Nếu có một người cố tình tìm được cách nào đó để phá vỡ phong ấn ấy, người đó sẽ bị chú ý. Tông đồ bóng tối, nó mang tới lượng sức mạnh lớn vô cùng, nhưng người ấy cả phần đời còn lại đều sẽ phải sống với tư cách con tốt của quỷ vương. Những người trong tổ chức ma nhân chắc sẽ cười ngoạc mồm nhận luôn. Nhưng, sao một con hồ lại có thể trở thành thuộc hạ của một con chó được chứ? Ta từ chối, lạn tâm đã nổi cơn thịnh nộ bạn sẽ phải nhận lãnh lời nguyền của quỷ vương vì đã dám từ chối đề nghị của quỷ vương. Bạn sẽ trở thành mục tiêu của mọi quỷ. Lời nguyền này sẽ đi theo bạn tới tận lúc chết mới thôi. Đau vãi chứ, nhưng mấy người chẳng lẽ chỉ định đứng đó nhìn thôi hả? Nhờ vô đi chứ. Tôi xin lỗi mà, làm ơn tha cho chúng tôi đi. Vật hiến tế cho thần của chúng ta. Đi giúp những người khác đi, này không có tác dụng đâu chúng ta đều sẽ phải chết hết ở đây chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được đâu cô ấy đã bị nỗi sợ hãi nhấn chỉ mất rồi đừng bỏ cuộc tất cả chúng ta nhất định đều sẽ an toàn ra khỏi đây nên cầm vũ khí lên và đứng dậy đi chứ đồng đội của tôi hiện đang dọn sạch tầng năm rồi Chúng ta sẽ chết hết mất. Đáng lẽ ra không nên đến cái chỗ quái quỷ này mới phải. Tôi còn đang định cướp được chút vật phẩm là chạy luôn chứ. Cơm mồm hết đi. Nếu các ngươi còn làm ồn, bọn ta sẽ tra tấn các người đó thần đã làm bọn chúng ngậm miệng rồi à các ngài cứ bàn tiếp đi ừ cảm ơn ngươi là hắn sao đúng rồi ạ à. lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp nhỉ khang gin hữu mana này là của một con người hắn ta cùng về với bớt tầng năm vậy là một ma nhân sao đang kích hoạt con mắt hám thực thăm dò cửa sổ trạng thái thất bại đối tượng hiện đang sử dụng một sao chắn tinh thần cao cấp giao chắn tinh thần mình định để dành thứ này tới khi phải đấu với tiên giáo chủ chứ. nhưng có vẻ mình không còn lựa chọn nào khác rồi bạn đã sử dụng viên năng trắng một thông số của bạn sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 phút tăng khả năng thích nghi từ 10 đến 20, đôi mắt hám thực đã có thể nhìn thấu đối tượng tên hosen vale giới tính nam tuổi 41, level 38, sức mạnh 19, nhanh nhẹn 25, thể lực 18, ma lực 28, xa ngã 80, điểm thông số hiện có, không, Su hiện có 30.855. Chức nghiệp, kỵ sĩ bàn tròn. Kỹ năng, giao chắn tinh thần level 14. Lưỡi kiếm kết tội level 10. Nếu là kỵ sĩ bàn tròn thì hắn hẳn chính là tên cường giả của tổ chức ma nhân lần trước Melina đã nhắc tới. Một tên cường giả mạnh hơn nhiều so với mình nghĩ đã xuất hiện. Mình muốn kỹ năng rào chắn tinh thần đó quá. Nó có thể sẽ trở thành lực lượng chính giúp mình chống lại thần lực. Điều kiện sao chép? Một, làm hắn nói ra phong hiệu kỵ sĩ của mình. Hay cư xử như một tên bị bệnh trung nhị cho tới khi tìm ra phong hiệu của hắn. Một khi hoàn thành điều kiện, bạn có thể tùy chọn sao chép bất kỳ một kỹ năng. Thằng điên chó chết nào đang quản lý hệ thống tòa tháp thế này? Mình sẽ cần ít nhất 6 chai rượu mới vượt qua được cú sốc này. Sao ngươi không nói gì hết vậy? À, xin lỗi nhé, ta đang bận đè nén sự tâm tối mịt mù trong mình quá ấy mà. Có chắc đây là người người đã nhắc đến không đấy? hình như não hẳn hơi có vấn đề thì phải ta chắc chắn mà đến ta còn không tồi tệ thế này thôi hai người nói chuyện vui vẻ nhé tôi cũng đang thấy tầm lắm đấy nên làm ơn coi như cô không nghe thấy gì đi mà hình như người đang không nắm được tình hình hiện tại thì phải người có ý thức được mình đã bị bắt và chuẩn bị bị hiền tế không thế người mà lại có thể giam nổi sự cùng điên muốn phá hủy của ta sao thật ngu ngốc mà ke 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 hắn bị cái gì vậy hay hắn đang che giấu con át chủ bài nào đó nữa xét tới những kỹ năng hắn đã dùng từ trước tới giờ thì nói vậy có vẻ có lý hơn đấy. Ta biết thường người mạnh đến thế nào rồi, Khang Gin Úc à. Nhưng giờ kỹ năng của người đã bị phong ấn hết lại, thì người sẽ không thể sống sót tiếp ở nơi này đâu. Ngươi có nghe thấy không? Là âm thanh của cuộc hiến tế sống mà rồi các người cũng sẽ phải tham gia đấy. Một cái chết chậm rãi và khủng khiếp mà sự tỉnh táo của các người sẽ không chống chịu nổi. Tuy nhiên, nếu ngươi nói hết những gì người biết về vô danh cho ta, ta sẽ cho người cái chìa khóa này. Chìa khóa sao? Ngươi muốn biết tên thật của vô danh? Thấy thì nói tên thật của người ra đã rồi ta sẽ nói tên thật của ta đằng nào hắn cũng sẽ chết thôi tên ta là hô xuân vêm ta cũng được biết tới với cái tên lăn xà lát nữa ngươi thỏa mãn chưa điều kiện sao chép đã được đáp ứng đủ bạn đã thành công sao chép kỹ năng giao chắn tinh thần giao chắn tinh thần độ khó đạt được s cường hóa tinh thần thể của bạn không chỉ bảo đảm an toàn cho cửa sổ trạng thái của bạn mà còn giúp chống lại kha khá, khá loại tấn công tinh thần khác giờ tới lượt ngươi nói cho ta danh tính của vô danh đi ta sẽ chỉ nói một lần thôi nghe cho kỳ đầy nhé vô danh là ra vậy ta sẽ giữ lời hứa của mình Mong người được chết nhanh chóng. Cái quái gì vậy? Không có lỗ khóa nào hết là sao? Tất nhiên chúng sẽ làm ra cái trò đó rồi. Dù sao thì... Giờ tê dê xa chắc cũng đã. Đây là lần đầu tiên ta thấy một vật hiến tế nào phản kháng quyết liệt như vậy đấy. Ta nghĩ chắc cô ta phải đánh bại tới tận 20 người phe ta rồi ấy chứ. Đó cũng là sự chứng nhận với thể lực của cô ta. Nên chắc thần sẽ vui lắm cho xem. Những người khác đâu rồi? Tất cả là lỗi tại mày cả. Nếu lũ khốn chúng mày mà không ở đây thì tốt. Đều tại mày, cô làm gì vậy? Dừng lại đi. Giờ cô bảo vệ nó chỉ vì cô chưa biết gì cả thôi. Gì cơ? Cái người cô đang bảo vệ là một cư dân tòa tháp đó. Nếu không phải vì lũ khốn chúng mày thì tòa tháp đâu có hiện diện. Phải rồi, tao cũng sao có thể bị giam lại ở một nơi thế này chứ. Nên tất cả là do mày hết, không phải sao? Có là cư dân tòa tháp hay không không quan trọng, chẳng phải cô ấy cũng đã bị ly giáo sĩ bắt lại như chúng ta sao? Em tên gì? Không sao đâu mà. Miễn có chị ở đây sẽ không ai làm hại em được đâu. Andeza, tên đẹp lắm. Chị là Tezesa. Một ngày nọ, bỗng nhiên lũ giáo đồ đó đến làng em. Chúng nói sẽ cứu cả làng nếu làng em chịu đưa một người ra làm vật hiền tế. Vừa nghe thấy vậy, dân làng ngay lập tức bảo rằng cái người không cha không mẹ như em nên đứng lên vì lợi ích của cả làng đi. Nói đó là một nhiệm vụ rất thiêng liêng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ra vậy, chắc em cô đơn lắm nhỉ Andeza. Dù nó đúng là một cư dân tòa tháp thật đấy. Nhưng cũng đâu có khác một con người bình thường ở chỗ nào đâu. Này, phải chuẩn bị nhóm bài hiến tế tiếp theo rồi. Mỗi phòng chọn ra một đứa đi, nếu không ai được chọn. Tất cả các người sẽ cùng được dự nghi lễ hiến tế với nhau đó. Giấy chết bao lâu tùy thích đi nhé. Lại nữa sao? Không được, không, tôi từ chối. Đợi đã, phải rồi nhỉ. Chọn con nhóc đó đầu tiên đi. Nó còn không phải là con người, không phải sao. Đợi đã, dừng lại, đừng vọng động như vậy. Mấy người bình tĩnh lại đi. Đúng rồi, dãy ruộng nữa đi. Chúa tể sẽ vui hơn nữa rồi. Tôi tình nguyện, có ai phản đối gì không? Không, anh cứ đi trước đi. Tất cả những sự chuẩn bị cần thiết đều đã hoàn thành rồi, giờ chắc Tejesa cũng đã bị tóm được và tống vào ngục giam rồi nhỉ? Và với tính cách đó của cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ tình nguyện cho xem. Đây là lần đầu mình tiến hành kế hoạch kiểu này, nhưng mọi thứ cũng thuận lợi phết đấy chứ. Đúng như mình dự đoán, nhiệm vụ sản cũng đã được kích hoạt rồi. Nhiệm vụ ẩn, nội dung, lũ giáo đồ cùng tín với duyên vô cớ cướp đi tính mạng của những người khác được coi là lũ phản diện. Thông số thích nghi sẽ tăng không phải một điểm với mỗi tên giáo đồ bị tiêu diệt. Thông số thích nghi sẽ tăng 30 điểm nếu tên giáo chủ bị tiêu diệt. Lúc nào phần thưởng mình nhận được cũng sẽ là tăng một thông số nào đó cả. Nhưng, họ lại cho mình thông số thích nghi thế này. Hỡi chúa tể, chúa tể quang vinh sự quang vinh đã giảng thế, chúng đông thật đấy, nơi này cũng có tệ đến mức phải nôn đâu nhỉ, mang món vật hiến tế tiếp theo lên. chúa tể quang vinh, nghiêm hoa lạc thần thánh, chúa tể khao khát những vật hiến tế run lầy bẩy vì sợ. chúa tể của chúng ta thích nhất là vật hiến tế gì, chứ vị, vật hiến tế cao quý, vật hiến tế cao quý. Vậy thì hãy nhìn đây, người phụ nữ này đã nguyện chết thay cho một đứa bé hoàn toàn xa lạ. Thật là một hành động cao quý, máu của người phụ nữ này sẽ là kết thúc của nghi thức hiến tế sống này. Một vật hiến tế cao quý, mình cứ định nâng thông số hết nấc trước rồi mới dọn sạch tầng này chứ. Vậy mà, đang sử dụng cổ ma đạo thương Makedazian, đang thoát khỏi những hạn chế đặt ra bởi chúa tể tầng 5, giải phóng tất cả những thứ bị những hạn chế phong ấn lại. Chết tiệt mà, thời gian còn lại, 0 giờ, 9 phút, 59 giây, đang kích hoạt, hỏa nguyên. Đang kích hoạt viên thuốc đỏ, hỏa diễm. Gì vậy? Đó là một kỹ năng sao? Vô lý, nhờ mệnh lệnh của chúa tể mà tất cả kỹ năng đều đã bị vô hiệu hóa ở đây rồi mà. Tăng thông số cái mẹ gì đó, ta đây chẳng cần nữa. Ta sẽ giết hết tất cả các người đang sử dụng viên thuốc đen hắc ám, đang mở ra rào chắn hắc ám. Cái thư khó này, chẳng nhìn được gì hết đang kích hoạt, kiếm mộ. Chết tiệt mà, hắn biến đâu rồi? Thưa vị thần của bóng đêm, xin ngài hãy đáp lại lời cầu nguyện của thần. Hỡi quỷ vương thần cao quý, xin ngài hãy dẫn dắt chúng thần. Năng lượng này là năng lượng của quỷ vương thần, ngài đã đáp lại lời cầu nguyện. Một tên phản diện đã bị diệt trừ, chỉ số thích nghi tăng 0,1. Quỷ vương thần, một tên phản diện đã bị diệt trừ, chỉ số thích nghi tăng 0,1. Một tên phản diện đã bị diệt trừ, chỉ số thích nghi tăng 0,1. đầy con bé không phải người đó lên trước đi làm thế thì công bằng ở đâu vậy nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi đó đứa trẻ cái quái gì nó chỉ là một con npc thôi mà giao nó ra đây các người chắc nghĩ không thể sử dụng kỹ năng ở đây nên hạ tôi rất dễ nhỉ đừng hiểu lầm vậy nhé tôi tự tin có thể hạ được hết tất cả các người trong một lần đấy thế nghĩa là cô tự tiến cử làm người được chọn hà phải cô nói đúng rồi đấy là tôi cứ đóng vai cao thượng cho lắm vào đi nhưng rồi cô cũng sẽ làm như những người khác thôi Chị sẽ quay lại sau nhé. Thật là một sự hy sinh cao quý làm sao? Cô lại cố quá thành quả cố nữa rồi. Anh Gin Hiếu, tôi biết anh sẽ tới mà. Thông số thích nghi đạt được trong nhiệm vụ ẩn 23. Giờ chỉ cần mình hạ được tên giáo chủ rồi trốn ra được. Anh Gin Hiếu, có chỗ này ta phải tới trước. Được cứu rồi, Andesa, chị Dezesa, ơn trời, em không sao cả. Đây là có chuyện gì vậy? À, Andeja là một cư dân của tòa tháp, nó bị đám giáo đồ bắt tới đây rồi bị ép hoặc trở thành vật hiền tế hoặc phải nhập bọn với chúng. Thời gian còn lại để sử dụng hiệu ứng của củ ma đạo thương Macedoniaen, không giờ 2 phút 35 giây. Thật không thể tin cô ấy bắt mình hao tổn những 10 phút quý giá chỉ vì cái thứ đó. Đợi đã, nếu nó là cư dân của tòa tháp. Andeja đúng không? Sao ngươi không trở thành một giáo đồ? Cư dân tòa tháp nào ở đây mà trả điên cùng thờ phụng vị thần linh đó? Anh Hữu Tôi không muốn tin trên đời này có tồn tại thứ như thần linh này. Đến cả dân làng của tôi còn đẩy tôi đi chỉ vì tôi không có bố mẹ. Nếu thật sự có tồn tại thần linh, vậy hẳn chính là họ đã tạo ra cái thứ địa ngục trần gian này. Nếu đây thật sự là thần linh tạo ra, vậy thì hắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cả. Không biết nói ra cái này có làm người thấy đỡ hơn không, nhưng ta và người rất giống nhau. Vừa sinh ra ta đã bị bỏ rơi trước cô nhi viện, ta lớn lên chỉ có một mình, cuộc sống không có cha mẹ ở bên của thực rất khó khăn. Anh Gin Hi Úc đang nói về chuyện của mình kìa, nhưng ta vẫn phải tiếp tục sống chứ. Buồn bã đau khổ đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì hết, nhưng chỉ cần tên giáo chủ vẫn còn đây, phải, tên giáo chủ vẫn còn đây, thế thì thế này đi, ta sẽ giết tên giáo chủ hộ ngươi, để ngươi tiếp tục cố sống sót trong thế giới không có sự hiện diện của tên khốn đó. Đang kích hoạt ngọn lửa đại ai, đổi lại hãy trở thành đồng đội của ta, chấp nhận không? Được rồi, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé An Đề ra Đời đã nào, trước giờ anh ấy chưa từng làm chuyện như vậy với mình đi đánh bại tên giáo chủ thôi. Thời gian sử dụng của ma đạo thư Diền đã kết thúc, không giờ không phút không giây, phong ẩn tất cả kỹ năng, mong ngài bàn phát niềm vui khắp nơi. Thần của ta, tên giáo chủ rất khác so với những tên giá đồ khác. Tuy không thể dùng kỹ năng như chúng ta, nhưng hắn khỏe như vâm vậy. Thế anh dùng kỹ năng như vừa nãy không phải có thể đánh bại hắn một cách ngon ơ được rồi. Tôi cũng định thế, nhưng thời gian giới hạn đã qua, thành ra không thể dùng thêm kỹ năng nào được nữa à ra là vậy nếu đánh tay đôi thì cũng còn được nhưng tạo tác thần thánh hắn sở hữu lại là một nhân tố rủi ro rất lớn tạo tác thần thánh thực thổ vạt là một tạo tác có chứa một chú pháp với khả năng giết chết một mục tiêu định sẵn một cách bách phát bách chúng bách phát bách chúng vậy là chúng ta không thể thắng hắn được sao tôi sẽ cố chặn nó ít ra cũng sẽ được một lần cái này phải đợi một khoảng thời gian mới có thể sử dụng lần hai nên vai trò của cô giờ là quan trọng nhất đấy cô nhất định phải hạ được hắn trước khi hắn tái kích hoạt chú pháp đó tới nơi rồi cô sẵn sàng chưa Nhớ kỹ đấy. Chỉ cần cô ghi nhớ kỹ những điều tôi đã nói, thì chắc chắn sẽ nhìn ra được đâu là con đường đúng để lựa chọn. Chính tên thủ phạm đã phá hủy nghi lễ, lại tự mình tới tìm ta. Thật thú vị làm sao? Cái tên ở cùng ngươi đâu rồi? Mới vừa giờ đi rồi, hắn bảo những điều cần lấy đều đã lấy được hết. Hắn ta cũng nhanh nhạy lắm, mình còn muốn giết hắn ở đây luôn mà. Ta không biết ngươi đã phá vỡ sự hạn chế của thần mà dùng kỹ năng như thế nào, nhưng ta chắc chắn sẽ tế sống được ngươi và khiến ngươi trả giá vì đã gây ra điều khủng khiếp này. Đó chắc hẳn chính là tạo tác thần thành Anh Gin đã nhắc tới rồi. Bắt đầu này Tejesa. Ngay bây giờ, bịt mồm hắn lại. Trước đây ta còn từng tay không đánh bại một tên to gấp 10 lần người đấy, ngươi nghĩ đầu tay đối với ngươi mà ta thua được sao? Đúng là Anh Gin có khác. Ha ha ha, cũng không tồi đâu. Tốt lắm, người chính là vật tế tốt nhất. Vậy để ta hiến tế người trước nhé. Petezia, Teoba, vị thần thánh minh. Là chú Pháp Anh Gin đã nói với bọn mình. Nhớ ghi đấy Tezesa, thuật pháp này có thời gian làm muội cực kỳ lâu. Nhớ phải nhìn kỹ đôi mắt của nó, cô sẽ dự đoán được bao giờ thì nó tái kích hoạt được. Và phần còn lại trông cả vào cô đấy. Không, bạn đã chết. Lời nguyện của quỷ vương đang biến mất vì bạn đã chết thật là một vật hiến tế tuyệt vời mà chắc quỷ vương hài lòng lắm đây tỉnh lại đi mà anh gin hữu mở mắt ra đi mà thấy đồng đội chết người đau lòng lắm hả nếu không gây ra nỗi đau thì sao có thể gọi là hiến tế được teze ngươi ở đám kia nhỉ tới đây ta sẽ không bao giờ để ngươi cướp ăn đe ra đi đâu ít nhất cũng phải vậy có vẻ ngươi vẫn còn chưa chịu phục nhỉ tốt vậy là đã hết chắc 64 của bộ truyện Hãy theo dõi kênh để biết được những tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu thấy hay, cho mình một like một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.